Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2021 và bàn phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2022. Năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, quân đội và địa phương trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền của Tổng cục Chính trị, nhiệm vụ của đơn vị và hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan thông tấn báo chí và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung trao đổi, xác định nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2022. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu đã gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn thời gian tới các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị để tiếp tục tuyên truyền sâu đậm trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của Quân khu. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5, trao bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã đạt giải vàng trong cuộc thi Liên hoan phim truyền hình toàn quân lần thứ 13 năm 2021.